Những trường hợp được miễn giảm tiền phạt vi phạm giao thông theo điều 77 Luật xử lý vi phạm hành chính, cá nhân thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 điều 76 của luật này mà không có khả năng thi hành quyết định thì có thể được xem xét giảm miễn phần còn lại tiền phạt ghi trong quyết định xử phạt. Cá nhân quy định tại khoản 1 điều này phải có đơn đề nghị giảm miễn phần còn lại hoặc toàn bộ tiền phạt gửi người đã ra quyết định xử phạt. Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận được đơn, người đã ra quyết định xử phạt phải chuyển đơn kèm hồ sơ vụ việc đến cấp trên trực tiếp. Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được đơn, cấp trên trực tiếp phải xem xét quyết định, thông báo cho người đã ra quyết định xử phạt, người có đơn đề nghị giảm miễn biết. Đối với trường hợp chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã ra quyết định xử phạt thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đó xem xét quyết định việc giảm miễn tiền phạt. Cá nhân được giảm miễn tiền phạt để nhận lại giấy tờ, tang vật, phương tiện đang bị tạm giữ theo quy định tại khoản 6 điều 126 của luật này.